Xin chào các bạn. Đối với vấn đề Ukraine hiện nay, trên các trang mạng, diễn đàn, tài khoản mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân thù địch, chống đối liên tục đăng tải những tin, bài có nội dung phê phán, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong quan điểm, cách nhìn nhận, ứng xử trước các vấn đề liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine. Từ đó hướng dư luận trong và ngoài nước hiểu sai lệch về Việt Nam. Đáng chú ý, gần đây là những phát biểu, hành động của bà Natalia Zinkina, đại diện lâm thời Đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội, đã tạo cớ trở thành công cụ cho nhiều đối tượng thù địch chống đối, lợi dụng để bôi nhọ chống phá nhà nước Việt Nam, cũng như các bước đi ngoại giao gần đây của Việt Nam. Đó là điều không thể chấp nhận được. Trong video này, chúng tôi xin nêu những quan điểm để phản biện lại những gì bà đã đăng gần đây. Các bạn thân mến, ngay sau khi Việt Nam bỏ phiếu trắng tại cuộc họp Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm thông qua nghị quyết đòi Nga ngừng xâm lược Ukraine và rút quân, bà Natalia Zinkina đã đăng trên trang Facebook: "Tất cả các thành viên của ASEAN chỉ có Việt Nam và Lào bỏ phiếu trắng. Việt Nam ơi, quê hương thứ hai của tôi ơi, tôi rất thất vọng." Bà cũng trả lời phỏng vấn tờ VOV tiếng Việt, một tờ báo hải ngoại không thân thiện với nhà nước Việt Nam. Và sau đó VOV đã có bài đăng với tiêu đề: "Đại biện Ukraine tại Việt Nam. Chúng tôi không sợ đại quân Nga, sẽ không rút vào rừng." Sau đó thì bà Natalia Zinkina đã dẫn lại bài đăng rồi đưa lên trang Facebook cá nhân: "Tôi hiểu được việc Việt Nam muốn giữ thế trung lập, nhưng hiện không phải thời điểm thích hợp để giữ lập trường như vậy, bởi vì đây không chỉ là chuyện của Ukraine. Đây là vấn đề trật tự thế giới. Đây là vấn đề tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam là nước nhỏ cần dựa vào luật pháp quốc tế. Họ cần thể hiện ra rằng bất cứ ai vi phạm luật pháp quốc tế đều phải chịu hậu quả và phải đối mặt với công lý." Chúng tôi xin dừng lại ở đây một chút để làm rõ thêm về nội hàm, quan điểm trung lập cũng như lá phiếu trắng của Việt Nam. Kính thưa các bạn, nhà báo kỳ cựu người Anh Max Hastings viết trong cuốn Vietnam an Epic Tragedy, ông đã từng viết: "Tôi từng hỏi Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch rằng tại sao khi bị Khmer Đỏ tấn công biên giới Tây Nam vào cuối năm 1978, Việt Nam không tố cáo sự việc này ra Liên Hợp Quốc mà lại tấn công sang Campuchia. Cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch khi ấy đã nói rằng: "Vì chúng tôi khi ấy không coi trọng Liên Hợp Quốc như các ngài." Tại sao lại thế? Vì trong 40 năm qua, chúng tôi đã bị 4 trong 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xâm lược. Nó không phải việc gì quá tự hào, nhưng nó là lịch sử mà Việt Nam bằng xương máu của mình đã trải nghiệm. Thế nên chuyện bà đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam yêu cầu Việt Nam đừng giữ trạng thái trung lập nữa, mà hãy lên tiếng lên án hành vi xâm lược của Nga với Ukraine, rằng Việt Nam là nước nhỏ cần dựa vào luật pháp quốc tế, thì đúng thực sự là nực cười. Vâng, chúng tôi đang nói về việc bà Natalia muốn dạy khôn Việt Nam rằng Việt Nam là nước nhỏ cần phải lên án hành động xâm lược của Nga lên quốc tế. Điều này quả thật là hết sức nực cười. Thực tế rằng Việt Nam bằng kinh nghiệm xương máu của mình hiểu rõ được cái gọi là luật pháp quốc tế. Thời điểm Việt Nam bị hàng loạt máy bay B-52 của Mỹ rải thảm khắp Hà Nội, Hải Phòng, rồi bị quân Campuchia tấn công, đánh lén hết lần này đến lần khác, tiếp đến bị quân Trung Quốc tràn sang xâm lược, thì khi đó không thấy quý anh chị nào, quý quốc gia nào đưa cái hiến chương Liên Hợp Quốc ra để răn dạy. Giờ đây chúng tôi mới có được tí hòa bình, mong muốn yên ổn để phát triển kinh tế, thì hết lôi kéo Việt Nam tham gia chống anh này rồi lại sang bôi nhọ anh kia. Vâng, xin lỗi, chúng tôi không rảnh. Cái thứ chúng tôi duy nhất cần bây giờ là hòa bình, ổn định. Còn chuyện của mỗi quốc gia nên để họ tự giải quyết. Vì vậy bảo sao chúng tôi trung lập, đừng hỏi nữa nhé. Và thưa các bạn, chúng tôi chắc chắn một điều rằng cho đến giờ này bà Natalia cũng như dàn lãnh đạo hiện tại của Ukraine vẫn chưa thể hiểu được rằng vì sao cuộc chiến lại xảy ra trên quê hương của bà. Khi một nước nhỏ không thể dung hòa mối quan hệ với các nước lớn, dựa dẫm, công khai thù địch thì kết cục như vậy là tất yếu. Xin tặng bà một câu mà chúng tôi nghĩ rằng bà nên ghi nhớ, đó là: nước xa không thể cứu được lửa gần, không có bạn bè vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Chúng ta có thể thấy rõ sự trách móc trong những thông điệp mà bà Natalia đã đưa ra đối với Việt Nam. Trong bối cảnh chiến sự căng thẳng thì vấn đề này nếu là một con người bình thường cũng có thể dễ thông cảm. Thế nhưng đối với một nhà ngoại giao kỳ cựu lại có những động thái vụng về như thế.
Và nếu như giới chức lãnh đạo Ukraine cũng như vậy thì chúng ta có thể hiểu tại sao Ukraine lại lâm vào hoàn cảnh như hiện nay. Đây có thể nói là những phát ngôn có phần non nớt của một nhà ngoại giao kỳ cựu Ukraine tại Việt Nam. Nó động chạm nghiêm trọng vào lòng tự tôn, tự hào dân tộc của Việt Nam. Ngoài ra nó cũng cho thấy bà không hiểu gì nhiều về bối cảnh chính trị cũng như quan hệ quốc tế của Việt Nam. Vậy mà bà cũng tự xưng là quê hương thứ hai của mình. Video này có lẽ cần phải xem xét lại. Bà Natalia đã cảm thấy thất vọng khi bà biết Việt Nam bỏ phiếu trắng do bà chỉ đứng ở góc nhìn của người Ukraine. Nếu đúng Việt Nam là quê hương thứ hai của mình, hơn nữa bà lại đang làm ngoại giao trên đất nước Việt Nam, thì bà đúng ra phải đứng trên góc nhìn của những người Việt Nam để thấu hiểu vì sao Việt Nam lại làm như vậy. Đó là cái sai rất lớn của bà, một sai lầm khó chấp nhận. Cần phải biết rằng, trong quan hệ đối ngoại, Đảng, Nhà nước ta luôn kiên trì thực hiện chính sách 5-0, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam và không liên kết nước này để chống nước kia. Do đó, đối với vấn đề xung đột giữa Nga và Ukraine vừa qua, Việt Nam luôn đứng ở vị trí trung lập để xem xét, nhìn nhận, đánh giá, phát ngôn và hành động. Đây chính là những bài học lịch sử được rút ra từ sự đau thương trong hàng ngàn năm lịch sử của Việt Nam. Và thêm một ý nhỏ nữa thôi, các bạn có để ý đến tiêu đề bài báo trên VOV không? Đại biện Ukraine tại Việt Nam, chúng tôi không sợ đại quân Nga, sẽ không rút vào rừng. Nghe qua thì có vẻ như bất khuất kiên cường, nhưng nếu nhìn sâu hơn có vẻ như bà đang chê trách việc rút quân vào rừng, dựa vào rừng đánh giặc là xấu hổ bạc nhược. Có lẽ việc bà coi Việt Nam là quê hương thứ hai, nhưng bà cũng chưa kịp tìm hiểu nhiều về quê hương thứ hai của mình thì phải. Với phương thức chiến tranh du kích, Việt Nam đã khiến không biết bao nhiêu kẻ thù khiếp sợ, làm nên những chiến thắng vang vọng Nam Châu, chấn động địa cầu của quân dân Việt Nam. Chiến tranh du kích là một nghệ thuật chiến tranh lấy ít địch nhiều, một nghệ thuật tác chiến phi đối xứng, chứ không bao giờ là hèn nhát và bạc nhược. Kính thưa các bạn, Việt Nam là một nước nhỏ, đúng, nằm cạnh một nước lớn, đúng, không những thế, gã hàng xóm của Việt Nam còn hung hăng và bẩn bựa vô cùng. Nhưng những gì mà Hà Nội làm được thì Kiev còn phải học theo dài dài. Đó chính là sự cân bằng, dung hòa trong mối quan hệ với các cường quốc, không bị cuốn vào những vòng xoáy chia bè kết phái. Qua đó có thể tận dụng triệt để sự ủng hộ của các bên mà không làm mất lòng bên nào. Chính vì thế, nói gì nói, phiếu trắng là sáng suốt. He he he. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin khuyên bà Natalia nói riêng và các nhà ngoại giao, nhà lãnh đạo Ukraine nói chung. Các bạn cần nghiêm túc học hỏi về nghệ thuật ngoại giao Việt Nam để mang lại lợi ích lớn nhất cho đất nước các bạn. Đơn cử, nếu vấn đề Việt Nam bỏ phiếu trắng, nếu là nhà ngoại giao Việt Nam sẽ không nói như bà Natalia đâu, mà chúng tôi sẽ nói như thế này này. Vâng, chúng tôi rất hiểu và cảm thông cho những gì mà ngoại giao Việt Nam đã làm. Các bạn đã làm tất cả những điều tốt đẹp nhất và cần thiết nhất cho đất nước của mình, cho quan hệ quốc tế của các bạn. Tuy vậy, trong thâm tâm, tôi vẫn luôn tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và lẽ phải sẽ luôn đứng về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Ukraine. Đấy, nếu bạn nói như vậy, chắc chắn sự ủng hộ với Ukraine sẽ nhiều và mạnh mẽ hơn là việc lên tiếng chỉ trích dạy dỗ. Qua đó thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể thấy rằng đẳng cấp ngoại giao của Việt Nam luôn luôn là số 1. Và chúng ta hãy luôn luôn tin tưởng vào đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Ý kiến của các bạn thế nào? Xin lòng comment ở bên dưới phần bình luận. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like, một share, một comment, cái nút đăng ký kênh và cái nút hình quả chuông nữa nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.